Xin chào tất cả các bạn. Các bạn yêu thích phim và truyện Naruto nói chung và game Naruto nói riêng thì bắt đầu từ cái video này, hôm nay mình sẽ mở màn cho cái series của các cái cuộc đấu của Naruto trong phim. Mình sẽ tái hiện lại trong cái game Naruto 4 này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Có lẽ trận đấu đầu tiên này mình sẽ làm về Jiraiya. Jiraiya đấu với lại Nagato. Khi Jiraiya đến làng mưa để thăm dò tình hình tin tức của Akatsuki. Chúng ta bắt đầu nhé. Ok. Quả này là đấu đơn rồi. Ok, khi Jiraiya đến làng mưa thì ở cái dạng này đây. Kiểu dạng này. Chúng ta sẽ chọn Nagato ha. À, mà lúc Jiraiya này đến làng mưa thì đâu có gặp Nagato đâu, chỉ có gặp Conan và một trong số những lục đạo này thôi. Chúng ta sẽ đánh nhau với Conan trước đi, làm một trận với Conan trước. Thầy trò đánh nhau đúng như trong truyện, trong phim. Đánh nhau tại làng mưa nhá. Ok. Đấu đầu tiên. Đấm đi. Ăn đòn đi. Một phát Rasengan. Mày Rasengan. Vỡ giáp rồi. Kỳ sư tử. Siêu đại ngọc la toàn hoàn. Conan này đánh dễ rồi. Rasengan. Ý sư tử. よくぞ。
Bay nhảy điệu, bay nhảy điệu, ký tự. Vỡ mồm. Sách説に出てくる雑魚的レベルだのお前. Đã xong con ăn. Giờ sẽ chơi trận Jiraiya và lục đạo luân hồi à? Ủa, trận này đánh với Nagato đi. Nagato rồi. Nagato Akatsuki uniform. Ok. Thần La Thiên Trinh à? Siêu đại ngọc La Tần Hoàn. Vẫn tại làng mưa. Cái này là phía trên. Trên cái đoạn tháp. Đại sinh. Đại sinh. Đúng vậy. Đòn đi. Đánh đi xin gặp xin xứ. Chẳng hay đấy. What the. Hết chakra rồi. Đánh dữ rồi vậy. Mày dữ rồi. Dữ rồi. Một phần ra sẽ ra nó đi. Bắt đòn. Được rồi. Ăn đòn. Siêu đại ngọc La Tần Hoàn. Tiền trưởng dài vãi. Cũng tỉnh nào. Bật giáp đi con. Lên bán tiên nhân. Gắt xin gắt. Bình thường thôi. Ăn đòn. Gắt xin gắt. Hãy lên tiên nhân rồi. Ăn đòn thế. Bất phát. Bay ra ngoài võ đài luôn. Sate sate, sore ja, shuzai no tabi ni shuppatsu da no. Giờ chúng ta sẽ làm trận Jiraiya. Chiến với lại lục đạo luân hồi Yahiko. Jiraiya quá bá. Nếu ở trong phim mà Jiraiya mà nhận ra được sớm thì có khả năng là đội hình các cái thằng lục đạo này
chưa chắc đã ăn được Jiraiya đâu. Tôi nghĩ là như thế đấy. Thần Na Thiên Trinh à? Nào, tiếp tục tại thánh địa của làng mưa nha. Cẩn thận rơi ngã, đánh đầy cho nó nguy hiểm, có thể knock out ngay lập tức. Trận đấu thứ 3. Không biết tránh à? Ăn đạp rồi, siêu đại ngọc lan toàn hoàn. Không thể gì chuyện khó nhất được mà đánh cũng dễ dễ làm sao ấy. Ăn đòn. Một là trên gà nữa đi. Ây. Ăn đòn rồi. Yobok san wa gama sennin Jiraiya sama ta washi no koto yo. Sate sate sore ja shuzai no tabi ni shuppatsu da no. 9 trận 6 trận của Jiraiya tại làng mưa thì đến để điều tra về Akatsuki. Mình sẽ dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào series khác của mình. Chào các bạn nhé.